Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Blackpink, đó chính là ca khúc How You Like That. Ok, và hôm nãy thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Bin cũng như là Instagram của Bin nha, để chúng ta có thể tiện theo dõi hơn và tất cả các bạn sẽ có thể hỏi những thắc mắc của mình để Bin có thể trả lời cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên chúng ta sẽ để tay lên như thế này và tay bên phải của mình sẽ đặt lên ngực. Mình kéo qua như thế này. 5 6 ok, tay mình sẽ là lướt qua như thế này và cái tay của mình sẽ kéo qua 5, 6 và 7. Mình sẽ giật cái tay qua như thế này. 8 là mình mở qua, mở tay qua. 8, 1, 2. Mình sẽ đập hai phần tay lên trước. 1, 2, 3. Ok, tay này mình sẽ đập qua bên hông và mình đưa qua 4. Ok, mình sẽ đếm lại nha. 2, đi. 5, 6, 7, 8, hấp. 1, 2, 3, 4. Rồi, sau đó mình sẽ nhảy hông lên 2 lần. Phần hông của mình sẽ đánh lên 2 lần. Ok, đặt tay, 2, đi. 3, 4 và 5 là mình sẽ chỉ tay trái. 6, tay phải sẽ chỉ ra ngoài. Và đặt tay vô. Da, 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 da. Là mình sẽ chỉ cái hướng tay qua bên trái và cái đầu của mình sẽ cũng qua trái, lắc như thế này. Ok, da, 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 hấp. Là mình sẽ gập vô và phần hông mình bật xuống, đánh phần hông lên 2 lần. 1, 2. Rồi mình vuốt hông lên một cái và thoát 2 lần. Là đóng phần hông lại như thế này. Ok, zoom, zoom. Rồi sau đó mình đặt tay trái của mình lên trước. 1, 2, 3, 4. Và lần cuối cùng sẽ là 5, 6, là 2 lần bên phải. Ok, rồi. Mọi người có theo kịp không thì bây giờ mình sẽ đếm lại phần này nha. 2, đi. 5, 6, 7, 8, hấp. 1, 2, 3, ha. Hông và hông, tà ốc. Tài, da, 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 da. Bùm, hông và hông, hấp lên, chùm chùm, đấm xuống 2 lần. Tay trái, tay phải, tay trái, tay phải, phải và phải. Ok, sau khi phải và phải xong, mình sẽ đặt tay lên. 1, 2, đá, đà, đá, đà. Ok, đá, 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 2, đi, đá, 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 đá. Rồi sau đó mình ôm xuống như vậy. Phần tay của mình sẽ kéo lên và phần chân của mình sẽ hất lên 3 lần. Rồi, sau đó mình sẽ lướt vào. Ok, một lần nữa nha. 2, đi. Kéo. Ha, how you like that? Da, da, da. Boom. Hup, hup. Two. Da, 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 da. Boom. Hong, hong. Hup, two, two. Trái, phải. Trái, phải. Phải qua. 1, 2, đá, 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 đá. Ôm, hấp, hấp, hấp. Lướt. Sau đó mình sẽ nhảy lên phần 2. Boom. Ok, khi động tác này xong mình sẽ bước qua. 1, 2, 3, 2. Ok, chân bên phải mình sẽ bước qua như thế này và nhảy lên. Phải, trái, phải, nhảy vô. Tay mình sẽ làm động tác như thế này. Đúng rồi, động tác kiểu squat hơi ngầu một chút nha. 1, 2, 3, hey. 2, 2, 3, hey. Ok, sẽ lặp lại nha. 2, đi. Phùm, chắc, chắc, ha. Phùm, chắc, chắc, ha. Lần thứ 3 mình sẽ bước qua bên trái. Phùm, chắc, chắc. How you like that, ha. Ok, mình sẽ phủi ra như thế này và cái tay mình sẽ chỉ như vậy nè mọi người. How you like that, ha. Ok, rồi. Rồi, sau đó mình sẽ kéo phần tay của mình qua như này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sau đó mình sẽ kéo tay của mình qua
pum 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 3 lần. Và phần chân của mình sẽ mở ra như thế này. Ok, 2 đi. Pum pum ha pum pum. Rồi mình lặp lại how you like that. Ok, và mình feel. Thế là đã xong phần chorus. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử cái tốc độ chậm xem là mình có vào nhạc được hay không nha. Chuẩn bị nha mọi người. Ha, ha, you like, ha. 3, 4, 5, 6. Da, da, da. 3, 4, 5, 6. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc How You Like That của Blackpink rồi. Thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể tự mình hoàn thành được thông qua video clip này của Bin nha. Nếu mà mọi người muốn Bin làm full video clip dạy nhảy bài này hoặc là bất kỳ một bài hát nào mà mọi người muốn á, thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết được và Bin sẽ sớm cố gắng thực hiện video dạy nhảy ngay. Đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Bin cũng như là follow Instagram của Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.